Đây là cái cách làm bánh bột lọc mà không cần nhồi bột, không gói lá chuối, cũng không hấp luôn. Nhưng mà bánh ngon tuyệt vời lắm. Mùa đông mình hạn chế cái hơi nước ở trong nhà, cho nên cách này là thích hợp nhất. Mời các bạn cùng vào bếp để mình pha bột và khuấy bột như thế nào nha. Từ công thức làm bánh bột lọc bằng bột sắn dây rất là ngon, cho nên mình dựa theo cái công thức đó luôn nha. 300g bột sắn dây, bạn nào không có bột sắn dây thì mình làm bột năng nha. 100g bột khoai tây, cho bột khoai tây để cái bánh giảm đi cái độ dai. Nửa muỗng cà phê muối, 300ml nước ở nhiệt độ thường. Khuấy cho bột tan trong nước. Đây là tinh bột cho nên nó hơi bị giống như nó dính ở dưới đáy, nó lắng, nó chìm dưới đáy, rất là khó khuấy. Lúc này mình nấu 700ml nước, thiệt là sôi luôn, nấu cho hơi lâu một chút để cho nước thiệt là đúng cái độ sôi, chín cái bột khi mình đổ tới đâu thì cái bột nó chín tới đó đó. Các bạn nhớ đổ vô thì mình khuấy liền để không thôi nó bị ốc châu á. Tinh bột lắng dưới đáy cho nên nó là mình khuấy lúc đầu nó hơi khó một chút nè. Lượng nước còn lại á mình vẫn giữ ở trên bếp nấu cho thiệt là sôi nữa nha. Rồi bây giờ mình đổ tiếp cái phần nước còn lại, mình đổ hết vô luôn. Nước thiệt là sôi nha, nó thì cái bột nó mới đặc lại. Các bạn muốn khuấy dễ á, thì mình để cái tô bột này gần cái bếp nhất, gần cái chỗ mà mình nấu cái nồi nước sôi á. Nếu mình khuấy bột mà không có đặc lại, nó loãng đó, cái độ sôi nó không có đủ chín bột cho xoạch lại như thế này. Các bạn sẽ múc phân nửa lượng bột này cho lên bếp khuấy đến khi nào mà cái bột nó xoạch lại, rồi trộn chung với cái lượng bột còn lại thì mình đánh ra nó sẽ sệt lại như thế này đây. Cho vào trong bột 4 muỗng canh dầu ăn. Mình khuấy cho lâu một chút thì cái bột này nó sẽ mịn ra và loãng ra một chút, mình dễ đổ bánh hơn. Xong rồi đậy lại để một bên. Bây giờ mình đi xào nhân khoảng 2 muỗng canh dầu ăn, một ít hành tím băm, nửa muỗng cà phê bột ớt paprika hoặc là màu hạt điều, 250g thịt xay. Mình không có dùng thịt ba rọi sắc lát nữa mà mình dùng thịt xay cho nó mềm. 300g tôm. Tôm này á, mình chọn cái tôm nó nhỏ nhất, cái size nó nhỏ đó. 1/4 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột paprika nữa nha. Tại vì mình thấy có màu lợt á, cho nên á, mình cho thêm cái màu. Xào đến khi nào mà tôm thịt nó săn lại, nó khô lại rồi đó, thì mình mới cho 1 muỗng canh nước mắm. Khi thấy tôm thịt nó khô lại như vậy là được. Mình dùng cái khuôn bánh khọt để nướng nha. Thoa dầu cái khuôn, không có để cái khuôn nó nóng quá. Mở lò khoảng số 3 thôi là được rồi. Đó nghĩa là dưới trung bình á. Cho bột cái khuôn gần đầy. Khi cho tôm và thịt á, các bạn nhớ đè nó xuống, nhận nó xuống cho cái bột á, nó tràn lên phía trên cho nó mỏng ra đó. Thì một lát nữa mình xếp cái bánh đó, nó dễ hơn. Đó, mình đè cái bột cho nó mỏng ra như vậy. Đậy nắp lại từ 1 phút đến 1 phút rưỡi. Khi thấy bánh trong veo như vậy là được rồi. Lấy bánh ra, xếp lại hoặc là các bạn có thể để nguyên như vậy. Cách này rất là nhanh. Các bạn nhớ để cái bánh nó rời ra nha. Dễ bị dính lắm. Nếu mình để những cái bánh mà nó gần sát với nhau, nó chồng lên nhau là nó sẽ dính. Ở những cái này mình không có xếp nữa thì mình cho vào trong dầu hành luôn. Rồi
không có cái khuôn bánh khọt á, thì đổ bằng cái chảo chống dính cũng nhanh lắm luôn. Các bạn cứ đổ một cục ngay chính giữa thôi. Mình đổ một cục rồi nó tự động nó chảy, nó loang ra. Cho nhân lên. Mình để nhân một góc một bên thôi, một lát nữa mình xếp cho nó dễ. Đậy lại khoảng chừng 1 phút đến 1 phút rưỡi nha. Lưu ý là khi xếp bánh xong đó, mình lấy bánh ra đó, thì để riêng ra, để ra một cái mâm, để tách rời riêng ra. Khi mà bánh nguội mình mới cho vào trong dầu hành, hoặc là quét dầu hành lên rồi mình mới chắc chồng bánh trộn vô chung, chồng lên thì nó không có dính. Còn bánh nóng là nó sẽ dính đó. Rồi tiếp tục mình đổ cho tới hết bột luôn nha. Bánh rất là ngon luôn, mềm nha, không có bị khô đâu. Bánh dai vừa phải, có cái độ giòn giòn nữa. Bánh bột lọc thì ăn với nước mắm. Mình là người miền Tây cho nên mình làm nước mắm hơi có vị ngọt một chút. Rồi có vị chua nữa, cay cay. Món bánh bột lọc của mình đã xong rồi. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký và nhấn cái chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.